Như vậy các ông chí đã chính thức trở thành người chiến sĩ đặc công. Qua cảm nhận đầu tiên, như vậy là các ông chí đã có quyết tâm cao này, tinh thần ý chí khắc phục gian khổ, đặc biệt là thời tiết nắng nóng như buổi hôm nay. Thưa đồng chí liên đội trưởng, tôi cảm thấy mình được rèn luyện và theo một nền nếp kỷ cương và tôi rất thích điều đó. Hết. Trẻ ơi. Im. Tôi ghét ekip này rồi đó. Có cần phải như vậy không? Tôi cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng hả? Hơi sợ. Lý do làm sao? Tại vì mọi người căng quá. Căng quá à? Dạ. Nắm tay vào, hít thở sâu vào. Thấy căng chưa? Hít thở sâu vào. Thở ra. Thở từ từ là hết căng. Thở ra, chậm. Đồng chí thấy căng thẳng chưa? Dạ rồi, đỡ. Đã nắng rồi vào gặp mọi người. Chậm. Hiu. Sợ, từ giờ em sợ lắm luôn á. Dạ báo cáo đồng chí liên đội trưởng, em thấy tuyệt ạ. Quyết tâm không? Dạ. Quyết tâm. Tâm. Quyết tâm. Báo cáo đồng chí liên đội trưởng, sau khi đến liên đội đặc công 9, lữ đoàn đặc công 113. Một, đồng chí không được nói ea, phải đứng nghiêm, không cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi. Thực sự thì với lễ nhận quân là quá là trào trắng ngợp. Thấy chú ý thực sự là rất là khó tính lúc đầu. Mà ngay lập tức thì Giang là cái người bị nhắc nhiều nhất. Báo cáo đồng chí liên đội trưởng. Được. Từ lúc tới liên đội đặc công 9 thuộc lữ đoàn đặc công 113, tôi cảm thấy 20 phút vừa rồi rất là áp lực, có một chút sợ và nóng. Nhưng tôi tin là tôi sẽ khắc phục được tâm lý và sẽ rèn luyện thật tốt. Hết. Được. Các nội dung huấn luyện rất là khó khăn, nguy hiểm, gian khổ. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thì yêu cầu của anh chị là một là có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn nơi ăn ở, đặc biệt là khó khăn về thời tiết. Đồng chí nhất trí không? Nhất trí. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm.